Sáng nay, huyện Hòa Vang có cuộc họp bàn về công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dự và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn mưa với cường độ lớn vào tối ngày 14 và sáng ngày 15 tháng 10 đã làm cho 70 trên 113 thôn của huyện Hòa Vang bị ngập lụt nặng. Đáng kể là ở Hòa Bắc, mực nước lũ của thôn vượt qua mốc lũ lịch sử năm 1999. Toàn huyện có 2 nhà bị sập, 24 nhà sập một phần, sạt lở gần 300 mét đường giao thông nông thôn, liên tỉnh, ngập 88,5 hectare diện tích mặt nước, nhiều diện tích rau màu, hoa cây cảnh bị dập nát, hư hại 30 hectare cây ăn quả, cháy và trôi 216 con gia súc, hơn 32.000 con gia cầm, hơn 50 hectare ruộng bị bồi lấp, ẩm ướt 300 tấn lúa, nhiều cơ sở giáo dục tường rào bị ngã đổ, các thiết bị điện tử của các cơ quan, công sở và nhà dân bị hư hỏng do ngập nước, trôi. Tổng kinh phí thiệt hại tạm tính trên địa bàn huyện Hòa Vang đến ngày hôm nay 16 tháng 10 là 118 tỷ 500 triệu đồng. Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương và các ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chia sẻ những mất mát của người dân trong cơn lũ lụt vừa qua, thống nhất cao với các đề xuất của huyện Hòa Vang về phương án khắc phục hậu quả sau lũ lụt, đồng thời lưu ý một số nội dung quan trọng. Đối với cả phần mua sắm trang thiết bị, phòng chống thiên tai thì tôi đề nghị là ở đây thì anh Sơn nói rồi, các anh chị phát biểu anh Sơn đã chỉ đạo rồi. Thì đây là chúng ta hàng năm chúng ta mua, tôi nhớ là vẫn mua, chứ không phải không mua đâu, chúng ta vẫn mua. Nhưng mà một đây là chúng ta ít dùng. Đấy, thứ hai nữa là thỉnh thoảng lâu lâu mới phát hiện mới dùng. Thế thì bây giờ phải thống kê hết lại và đề xuất mua. Gồm có này, ghe này, xuồng này, cano này, áo phao này, máy bơm nước này, máy cưa này, loa này, bộ đàm này, mua hết. Chúng ta thống kê lại tính cấp thiết cái nào đã có, cái nào đã bổ sung thêm, cái nào mua mới. Thiệt hại do cơn lũ lụt tối ngày 14 và sáng ngày 15 tháng 10 trên địa bàn Hòa Vang là quá lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, huyện Hòa Vang tập trung cao độ cho việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Trước mắt là tập trung ưu tiên một số giải pháp mang tính cấp thiết. Trong thời gian tới thì giải pháp trước mắt này chúng tôi ưu tiên là cái vấn đề rà soát cái thiệt hại của người dân để đảm bảo cái công tác an sinh trên địa bàn. Những trường hợp nó khó khăn là chúng tôi có giải pháp hỗ trợ ngay, không để người dân bị đói, thiếu lương thực, nước uống. Thì cái này là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai nữa, sau khi nước rút thì chúng tôi sẽ triển khai cái công tác về vệ sinh môi trường, về y tế dự phòng để mà phòng chống cái dịch bệnh có nguy cơ xảy ra. Thiệt hại của cơn bão số 4 chưa khắc phục xong, người dân Hòa Vang lại tiếp tục hứng chịu một cơn lũ lịch sử gây bao tổn thất nặng nề. Vì vậy, quan điểm của huyện Hòa Vang là khẩn trương bắt tay vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực để nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.